ơi, càng em bị lé, em hơi lé. Duyên ơi. Em có nuôi con bùn pháp á, mà hồi mới về nó lé sơ sơ anh, mà cái tay em nuôi là ai là lé hay sao á, trời bây giờ con mắt nó lé ngược ra ngoài đây nè anh. Đây là một cái âm sắc trong giọng hát ấy, thì giống giọng em là giọng đại trà ấy, là không có cái nét đặc biệt ấy. Em không biết mình như thế em luôn, em tự nhận xét em vậy luôn. Nhưng em là một người ca sĩ hát có cảm xúc. Em nghĩ là bạn này hát hay. Tại sao em nghĩ vậy? Thường mấy đứa hát hay nó hay bị khùng lắm. Hả? Mấy đứa hát hay bị khùng hả? Dạ đúng rồi. Em nói mình đó hả Tiên? Em xác nhận như chị đi. Em nói chị cùng khùng mà. Trời ơi. Em điệu từ xưa đi học, xong điệu thấy học ngu cái không điệu nữa. Lo điệu không? Anh Nghĩa, một cái tát vô mặt em. Thu Nguyễn về đây, chẳng lẽ em ngồi, em đứng lên đây với bằng Thu Nguyễn ngồi hả? Ít Tâm Khang được chứng minh lâm sàng có hiệu quả hỗ trợ ngừa nguy cơ suy tim, giảm đau thắt ngực, ho, phù, khó thở ở người bệnh tim mạch. Là nghe anh hỏi nè. Anh hỏi em. Hồi xưa đi học á, khi mà em làm sanh viên em có điệu dữ gì không? Có, em điệu lắm á, cấp 2 thôi. Thiệt luôn. Mà sao lúc em gặp anh em vẫn còn xấu dữ vậy Nhi? Tại vì lúc em hết điệu rồi. Kỳ em ngang ngược vậy. Thì em điệu từ xưa đi học, xong điệu thấy học ngu cái không điệu nữa. Lo điệu không? Nhi nó mắc mũi nó kêu Thành ơi. Nhi, bữa nay em bị sổ mũi hả? À vậy hả? Anh cẩn thận, búng búng trúng mặt. Anh đang bệnh mà. Đừng búng em, đừng búng. Khoảnh khắc mắt tôi thấy cận cái tay vậy. Đây là lần đầu tiên em chơi game show. Nên thành ra là, nhất là vị trí không phải là một diễn viên hài nữa, thành ra là em cũng không hoạt ngôn cho lắm. Nhưng mà nhìn hai anh cứ nói liên tục thôi, em thấy em nãy giờ em định nói rất nhiều thứ nhưng mà không lại anh ạ. Đó, thấy không? Thực sự luôn. Quá khi bây giờ khách mời ta không nói được với mấy người kìa. Khen vô cố vô. Bông thuận không? Em không phải diễn viên hài này, em hoạt ngôn, mới chửi mặt mình đó. Đó. Dạ em không dám ạ. Em yên tâm, bữa nay em thấy fan của em rất là đông nha. Em cứ việc ngồi đó thôi. Không cho tôi nói luôn hả? Em nghĩ là bạn này hát hay. Tại sao em nghĩ vậy? Thường mấy đứa hát hay nó hay bị khùng lắm. Hả? Mấy đứa hát hay bị khùng hả? Dạ đúng rồi. Em nói mình đó hả Tiên? Em xác nhận như chị đi. Em nói chị cùng khùng mà. Trời ơi. Với lại cái khẩu hình miệng của bạn nó hơi tròn tròn chỗ này nè. Hơi ở chỗ đó này. Đó là nọng em, không có gì hết. Đó là nọng thôi. Không, cái này là cái xương hàm của bạn hơi rộng chút xíu thì nó có thể là nó hát hay vậy thôi á. Ê, chú nghe nè, Dung Dung nó cũng có dạy thanh nhạc á. Mình hỏi đi em, trong cái ngành âm nhạc của cái vụ mà xương hàm rộng là hát hay không cưng? Em chưa thể biết nghĩa này. Ok vậy. Ê, tôi thấy cái số phận của Công Vinh mong manh quá. Không biết rồi sẽ đi về đâu. Được á, đá trong vô vọng. Chị đâu có thấy gì đâu. Tự nhiên chị định, chị thấy rồi. Đưa cái giấy xong bên này chạy cái bài cái banh la lên chị quán hồn. Tôi coi như chị nhớ chị quên nó luôn rồi. Ủa người chuyên nghiệp kỳ gì dễ quán hồn vậy? Chuyên nghiệp không dễ quán hồn. Chuyên nghiệp là chuyên nghiệp. Cái chuyện khác còn có vấn đề. Cái não chị ở chung không nên nhiều chị hay quên. Chị quên luôn. Rồi cuối cùng công chúa vẫn chưa đưa được ý kiến gì luôn đó. Qua em... hai người luôn, công chúa vẫn không biết gì trơn trọi đó. Em lo ngó công chúa em quên luôn rồi. Thôi bây giờ nhờ xoá ca đội em dựa đi. Dựa cho anh Thái thôi đó. Anh nói bài gì? Yêu đi. Xin đừng bỏ em mà lại, xin đừng dập tắt đi. Nỗi nhớ theo em, theo em đến cuối cuộc đời. Yêu là chẳng lấy điều gì, yêu là chẳng tiếc chi. Dù mây nếu sau cơn mưa kia em sẽ đớn đau thật nhiều, nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo, vì trái tim em không ai chẳng sẽ ngừng đập. Càng làm vậy là Thành càng mê em hơn. Không, nhưng mà cái bài đó là Miu hát cho ai? Rõ ràng, tại vì hồi nãy chị thấy là cái ánh mắt em lướt qua bên kia mà nhìn nó cũng loạn ơi, càng lắm. Em bị lé, em hơi lé. Duyên ơi. Em có nuôi con bùn pháp á, mà hồi mới về nó lé sơ sơ anh, mà cái tay em nuôi là ai là lé hay sao á, trời bây giờ con mắt nó lé ngược ra ngoài đây nè anh. Em sợ. Trời nó lé mà hai cái kéo qua đây nè. Cái đó là mình nuôi thôi hay là mình ngồi kế bên? Không, anh Thành chuẩn lắm, cái gì cũng chuẩn hết á, ngay ngắn đàng hoàng. Ngay ngắn là cái gì anh nói mà tôi cũng dám sống luôn. Anh giống kiểu mình sống sai gì là chết chứ đó. Anh nãy giờ em quên anh cho em nói này nha. Nói gì? Anh Thành ơi. Dạ. Alo, anh La Thành. Mình anh La Thành. Anh nghe nè. Anh ok em đúng không?
Tí ví dụ mà em có chọn sai anh đóng giùm em 2 triệu nha. Chết rồi chưa? Có nhiều đâu Thành ơi. Thành ơi, yêu là mù quáng Thành ơi. Mẹ xuất sắc con em tôi không phân tích. Chị phong thủy vậy mà. Không thiệt. Miếng này nghe nó. Miếng này bay lên nha anh. Nha bay bọc, bay bọc. Nhóm tôi là nhóm trí tuệ, xin lỗi mấy anh chị. Ờ người ta cũng chơi chữ mà coi người ta này luôn. Ủa anh vẫn còn hậm hực cái chuyện đó tới giờ đi á. Ủa mà Miu anh nghe nè, phải chi Lưu Hoàng á, nó chung đội với em thì em hậm hực được, tội người ta mà. Dạ tại thân dữ lắm cho nên em tức. Vậy hả? Dạ chứ. Chứ nếu mà người không thân thì em để trong bụng thôi, em nói ra nó vô duyên. Khi mà em thấy anh nhảy đó thì cái mặt của anh lúc nào cũng vậy nè, rất là thần thái. Em phát hiện là anh chồng năng xứ. Mà thường thường những người chồng năng xứ không bao giờ hát hay như em với Uca. Anh sợ luôn. Em nghĩ anh này là hát dở. Tại vì khi mà làm năng xứ đó thôi, thì thôi. Cái tiếng lưỡi của mình. Khoan em chưa nói xong. Đừng nói năng xứ nữa. Hai ham. Gì? Tự nhiên mọi người tém môi lại hết. Em nghĩ là anh này không hát hay, bởi vì răng xứ nó làm ảnh hưởng lắm. Nó ảnh hưởng tới thần kinh. Khi trồng răng xứ người ta rút tủy em phải không? Có. Cho nên nó ảnh hưởng tới thần kinh. Ủa cái đó mà rút tủy hả? Có rút tủy mới làm được anh. Anh chỉ nghĩ là nó bào cho nó đắp xứ vô thôi chứ. Dạ em là bị rút nên thần kinh em nó bị ấy. Tươi xanh không các bạn? Tươi không? Em xin phép đứng kế bên Đức cái. Anh đứng bên đây nè. Anh đứng đây. Em sẽ làm cho khán giả hiểu. Đây là hình ảnh sau khi tất cả mọi thứ thủ tục về trùng tu đã hoàn tất. Còn đây là hình ảnh trước khi trùng tu. Nếu em đứng cái hình Đức ở đây nha. Hôm nay em có tự tin về cái vẻ ngoài của mình không Đức? Hôm nay thật sự là em quá tự tin, bởi vì cái vẻ ngoài của em đến với chương trình này không phải là tự em làm, không phải là một đội ngũ ekip make up nào cả, mà là tất cả như đây, Trân Thành, anh Trường Giang, có cả anh nữa đã chăm chút cho em nên hình hài ngày hôm nay. Em xin cảm ơn ba người rất nhiều. Âm thanh đấy đối với em, nếu mà đấy là một cái âm sắc trong giọng hát ấy, thì đúng giọng em là giọng đại trà ấy. Là không có cái nét đặc biệt ấy. À, em không biết mình như thế em luôn. Em tự hả? Nhận xét em vậy luôn. Nhưng em là một người ca sĩ hát có cảm xúc. Bé rất tự tin. Dạ, không, em không gì ngoài tự tin bằng giọng hát em. À. Bởi em chọn số 2. Lập có đồng ý kiến với Tú không? Dạ. Đồng dạ. ý luôn đúng không? Dạ. Giang cũng vậy đúng không? Đồng ý luôn. Thôi có gì là không có trở mặt với nhau nha. Không, mấy cái chuyện trở mặt là em không được uy tín lắm đâu, cho nên là anh đừng phải nhắc trước em. Trái tim của em nghĩ sao em nói vậy? Em là người chân thành. Thuận, em quá đẹp, thấy không? Em mặc bộ đồ ra rất là sang trọng, sang đẹp đẹp. Em thấy không? Ngày hôm nay anh cố tình mặc bộ đồ đẹp như vậy, thấy không? Anh nghĩ là em nên vậy rồi anh Giang. Tại vì em nó đẹp vậy rồi, em không nên về đây để làm lu mờ bộ đồ đẹp của anh. Anh Nghĩa, một cái tát vô mặt em. Thu Nguyễn về đây, chẳng lẽ em ngồi, em đứng lên đây với bằng Thu Nguyễn ngồi hả? Hả?